xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh hoàng cho bài trong video hôm trước ấy thì mình có đánh giá so sánh chi tiết bốn loại tài khoản tại quỹ fanningdex cho các bạn à, thì bốn gói như vậy ấy, thì thông thường ấy, mình mà trade thì mình sẽ chọn cái gói Stealer Stealer hai vòng bởi vì sao bởi vì cái hình thức của nó nó sẽ giống với lại ftmo và zero 5 u đó chính là các bạn sẽ cần phải trải qua hai vòng pass vòng 1, nhận tài khoản vòng 2 vòng 2 các bạn sẽ nhận được tài khoản live giao dịch tài khoản like có lợi nhuận thì các bạn sẽ được rút thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để các bạn đăng ký tài khoản tại phan đình Đếch. thì trước khi đăng ký các bạn sẽ click vào link mình để dưới phần mô tả để lát nữa các bạn áp cái mã giảm giá của mình vào thì các bạn sẽ được giảm giá kèm theo cũng như là ủng hộ mình nhé sau này mà có câu hỏi hay thắc mắc gì thì liên hệ với mình mình sẽ hỗ trợ cho các bạn sau khi mà các bạn click vào link rồi ấy các bạn sẽ đăng nhập uh, tài khoản Nách vào đăng nhập vào ấy, thì các bạn sẽ click vào cái chữ là start challenge này cho mình các bạn click vào đây à, thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị ra những cái uh, loại tài khoản như thế này à, thì ví dụ như ở đây ấy, các bạn thích đăng ký gói evaluation express tiêu là hay là still các bạn đăng ký gói nào thì tùy các bạn nhé thì các bạn chọn, các bạn có thể click vào compare challenge này. Các bạn click vào đây thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng so sánh của bốn loại tài khoản để cho các bạn đọc. Đây ở đây thì có đầy đủ tất cả những cái thông tin về đoàn bảy rồi uh, thời gian giao dịch rồi yêu cầu để pass phòng 1 phòng 2. Đấy, tất cả những cái thông tin nó đều nằm ở cái bảng này cho các bạn. À, thì sau khi mà các bạn đã biết được là các bạn sẽ đăng ký gói nào rồi Thì các bạn sẽ chọn gói đấy Ở đây ấy, mình sẽ đăng ký gói Stealer Two Step Tức là gói này Đấy và mình sẽ đăng ký cái gói thấp nhất là 6k cho các bạn nhé Các bạn click vào đây này Vào gói 6k này Đấy Ở đây ấy, các bạn thấy mình đã chọn là Stealer này, Two Step này, gói 6K này. Nếu mà các bạn đổi thì các bạn có thể là chọn đổi sang gói khác còn không thì cứ để là như thế này ở đây về ở đây về nền tảng giao dịch ấy, thì sử dụng quen nền tảng nào các bạn sẽ chọn nền tảng đấy mình sẽ sử dụng quen nền tảng bốn mình chọn bốn này rồi về broker server là phân hình này và uh, select swap thai thì ở đây các bạn lưu ý mục này là nó sẽ có hai cột là swap hoặc là swap free swap nếu mà các bạn chọn swap mặc định như thế này thì các bạn giữ lệnh qua đêm các bạn sẽ bị mất tiền các bạn sẽ bị mất phí qua đêm còn nếu mà các bạn chọn swap free này ấy, thì các bạn sẽ được miễn phí qua đêm tuy nhiên tuy nhiên các bạn lưu ý này là nó sẽ cộng cho các bạn thêm 10% chi phí các bạn để ý nhá gói 6k hiện tại mặc định của mình là 59 đô đúng không nếu mà các bạn chọn vào cái swap free này này thì các bạn thấy nó sẽ tăng lên thành 65 đô Đấy, thấy chưa? Thì bình thường cái phong cách giao dịch của mình thì các bạn cũng hiểu rõ rồi Hiểu rõ một phần nào đấy rồi Mình nhắc đi nhắc lại là mình không giữ lệnh qua đêm Nên mà mình sẽ để ở chế độ bình thường là swap là mất phí qua đêm Tiếp theo về cái Aeon này Thì đối với lại quỹ phân hình đấy Nó có khá là nhiều cái lựa chọn Aeon Và các bạn cần phải hiểu rõ là cái mục Aeon nào nó có lợi cho các bạn Thì các bạn chọn Còn không thì các bạn đừng chọn Bởi vì nó sẽ bị mất thêm chi phí mà Đây các bạn để ý nhá cái ion thứ nhất này live time payout 90% tức là sao nếu mà các bạn chọn vào cái live time payout này này thì các bạn sẽ bị tăng lên 20% số tiền đây các bạn thấy số tiền bây giờ tăng lên 71 đô này từ giá gốc là 59 đô bây giờ nó tăng lên 79 đô bởi vì các bạn đã thêm các cột ion là live time payout này thì cái cột này nó có nghĩa là khi mà các bạn giao dịch nếu rút được lợi nhuận thì các bạn sẽ được payout lên tới 95% Ví dụ như các bạn tạo ra lợi nhuận 100 đô thì các bạn rút lợi nhuận được 95 đô. Còn bình thường ấy, các bạn tạo ra 100 đô, cái mặc định phân chia lợi nhuận của các bạn chỉ được là 80% thôi. À đấy, nếu mà các bạn chọn này thì các bạn sẽ đường lên tới là 95% là như vậy. Còn không chọn thì các bạn bỏ đi nhé. Tiếp theo là No Minimum Trading Days. Tức là sao? Tức là nếu mà các bạn chọn cái gói này này, thì nó sẽ không yêu cầu về cái cột là số ngày giao dịch tối thiểu Ví dụ như bình thường ấy, nó sẽ yêu cầu các bạn là giao dịch tối thiểu 5 ngày Thì các bạn mới được bắt quỹ Bây giờ nếu mà các bạn chọn cái này vào ấy, thì các bạn sẽ không cần giao dịch tối thiểu là 5 ngày nữa Ví dụ như các bạn mua quỹ hôm nay Lát nữa các bạn vào lệnh các bạn uh, giao dịch đủ điều kiện lợi nhuận thì các bạn được bắt quỹ luôn Đấy chính là cái mục Enon này Tiếp theo này ở cái mục ion NO này thì các bạn sẽ cộng thêm là 15% chi phí giá nhé Các bạn thấy này 15% chi phí giá Các bạn có thể là chọn hai hoặc ba cái cùng một lúc cũng đều được Đấy Các bạn có thể chọn hết cùng một, cùng một lúc cũng đều được Đây các bạn thấy Nếu mà các bạn chọn hết thì gói 6k nó sẽ lên tới là 115 đô Còn nếu mà không thì các bạn không cần chọn cái nào cũng được nhé Đấy rồi mình giải thích tiếp cái ion thứ ba này đó chính là 100% trăm reward À, tức là cái hoàn phí thi ấy, tức là cái hoàn phí thi của các bạn ấy. Nếu mà bình thường các bạn sẽ được hoàn phí thi là 100% thì bây giờ các bạn sẽ được hoàn phí thi lên tới 150%. À, tiếp theo là cái B weekly payout thì cái này ấy, là cái mà các bạn có thể là xem xét các bạn chọn được này. Ví dụ đi, nếu mà các bạn chọn cái này thì ở lần rút tiền đầu tiên thay vì 30 ngày các bạn sẽ giảm xuống còn 2 tuần đấy, mặc định của phát định đấy ở cái gói tiêu là tôi step này ấy, đây thì lần rút tiền đầu tiên các bạn là 30 ngày các bạn sẽ được rút tiền đầu tiên tại tài khoản like còn từ lần thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm trở đi ấy, là cứ 14 ngày các bạn được rút tiền một lần à, thì nếu mà các bạn chọn vào cái bi wiki này ấy, 14 ngày các bạn sẽ được rút tiền một lần nhé à, đấy chỉ là cái chức năng của cái mục eo này còn cái mục Aeon tiếp theo là Pass Year này Pass Air này Cái này ấy, Thì Nó không mất tiền Nhưng mà các bạn kích vào cũng được Hoặc không kích vào tùy các bạn nhé Về tiếp theo Về cái Aeon cuối cùng là Double Up Price cộng 40% Cái này tức là như thế nào Cái này khá là hay các bạn ạ Các bạn có thể đọc này Đây cái này ấy, tức là khi mà các bạn vượt qua được vòng 1 ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái tài khoản uh, Phan Địch Nách gói tương tự và các bạn thi lại từ đầu Ví dụ như ở đây nhá, mình đăng ký gói 6K Sau khi mà các bạn pass qua được vòng 1 ấy, thì nó sẽ tặng cho các bạn thêm một tài khoản 6K nữa Và cái tài khoản 6K mới ấy, là các bạn phải thi lại từ đầu là thi lại từ vòng 1 nhá, chứ không phải là thi từ vòng 2 Đấy, tuy nhiên các bạn để ý này, ở đây là nó phải cộng thêm 40% chi phí. Đấy, đây là một cái chi phí cũng khá là cao. Khá là cao. Cộng 40% lại. Thì các bạn có thể là click vào cái nút bộ up. Cái thứ nhất như thế này hoặc là cái bi wiki đây là hai cái mà mình nghĩ là nó khá là ok để cho các bạn chọn hoặc là không các bạn sẽ click thêm cái like time payout 95% nữa. Đây cũng là một cái mà có lợi cho các bạn khi mà các bạn nhận tài khoản live. Giao dịch tài khoản live các bạn được payout lên tới 95%. Nữa. Một con số payout khá là cao. Các bạn có thể đọc ở đây này, đọc ở đây này. Quỹ Phan Hình Đách ấy, nó có thống kê là tỷ lệ phần trăm pass vòng 1 là 24 đến 28% và tỷ lệ mà pass vòng 2 là từ 40 đến 45%, có là có nghĩa là những ai mà đã pass vòng 1 ấy thì khi giao dịch tài khoản like khi giao dịch tài khoản vòng 2 thì tỷ lệ pass là từ 40 đến 45% tuy nhiên ấy, theo cái đánh giá của mình nha, đây chỉ là một cái con số thống kê ảo thôi nó điền vào trong này để kích thích tâm lý của bạn chứ còn nó không dễ như vậy đâu mình nghĩ 100 người ấy, thì đâu đấy chỉ tầm từ 5 tới 10 người là có thể pass được quỹ để có thể pass được quỹ nha chứ còn nó sẽ không pass cao đến cái mức độ như là quỹ nó đang thống kê đâu. Đấy. Rồi sau khi mà các bạn đã điền xong tất cả những cái thông tin ấy và chọn được cái mục Aeon rồi ấy thì các bạn sẽ tiến hành đăng uh, thanh toán. Ở đây bản thân mình thì mình sẽ không chọn bất kỳ một cái Aeon nào nhé. Các bạn uh, bạn còn các bạn có thể thấy cái Aeon nào hợp với các bạn thì các bạn chọn, còn ở đây thì mình sẽ không chọn bất kỳ Aeon nào cả. Thì cái giá gốc của mình là 59 đô này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành continue để đăng ký này. Các bạn để ý ở đây nó sẽ có bốn mục cho các bạn bằng cạc này, tức là các bạn đã thanh toán bằng thẻ Visa Hoặc là crypto payment này, các bạn sẽ lựa chọn để thanh toán bằng crypto hoặc là cái order, order này các bạn có thể sử dụng bank transfer hoặc perfect money cái này thì hiện tại hầu như là tại Việt Nam rất là khó thanh toán rất là lâu các bạn có thể sử dụng bằng thẻ visa này, card này hoặc là crypto thì ở đây mình sẽ sử dụng cái crypto để mình thanh toán mình click vào đây à, Ở đây thì mình sẽ chọn à, nó có rất là nhiều cái đồng coi đó thì mình sẽ chọn cái đồng coi là usdt này à, tiếp theo về Network thì ở đây á, mình sẽ chọn là usdt Tron nhé Đấy Tron chi phí của các bạn cộng thêm cái phí crypto là 60.77 đô à, phí crypto các bạn thấy nè cộng 3% này. rồi ở đây cái mã giảm giá các bạn điền vào ở đây các bạn điền vào Hoàng Shell Buy giúp mình. Các bạn ấn vào Apply này. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn được giảm 5%, 57.73 đô thôi. Đấy. Các bạn mà đăng ký gói 100.000 ấy thì các bạn được giảm đâu đấy khoảng tầm 20 tới 30 đô. Đấy, nên mà từ đầu khi mà các bạn đăng ký ấy, thì các bạn click vào link để áp uh, được cái mã giảm giá này vào nhé. Sau khi mà áp xong ấy, các bạn bấm vào next này rồi ở đây các bạn sẽ bấm vào đồng ý ở đây các bạn bấm vào Forosi này đấy nó hiển thị ra cái như thế này à, bây giờ các bạn sẽ vào ví binance để các bạn tiến hành thanh toán trên mình các bạn thấy đây chính là cái ví binance của mình thì các bạn sẽ click vào cái chữ rút này ở đây các bạn sẽ chọn đồng coin là USDT này ờ, nhập địa chỉ đó các bạn quay sang đây các bạn uh, sẽ copy các địa chỉ này vào đấy copy vào đây sau đó chọn mạng thì ở đây á khi nãy các bạn để ý này mình chọn mạng là Tron Tron nhá khi nào mình chọn mạng là Tron này blockchain này đó, các bạn quay sang đây các bạn sẽ chọn mạng Tron cho mình rồi Số tiền rút số tiền rút ở đây các bạn để ý này nó yêu cầu các bạn cần phải thanh toán cho nó là 57.73 đô à, thì ở đây phí của nó là một đô các bạn điền các bạn cần phải điền là 58.75 đấy miễn sao cái số tiền nhận này này nó phải lớn hơn cái số tiền này là được à, sau khi mà các bạn điền xong ấy, thì các bạn click vào chữ rút à, Bây giờ mình sẽ quay sang đây đợi Rồi, các bạn thấy hiện tại mình đã thanh toán xong rồi. À, thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ tiến hành nhận tài khoản. Đây các bạn vào mục account thì các bạn thấy hầu như là có tài khoản ngay luôn nhé, cho các bạn. Phan Ninh nó gửi tài khoản cho các bạn rất là nhanh. À, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành lấy cái tài khoản vào mật khẩu này để đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập vào xong ấy, bây giờ sẽ tiến hành giao dịch. À, nếu mà đạt đủ điều kiện lợi nhuận là 8% và 5 ngày giao dịch tối thiểu thì lúc đấy mình sẽ được bắt quỹ bắt quỹ thì mình sẽ nhận tài khoản vòng 2. đấy, đấy chính là hoàn tất về quá trình đăng ký thi quỹ tại Fanpage. Video này mình cũng xin dừng tại đây. Các bạn có câu hỏi gì hay thắc mắc gì thì cứ việc uh, comment ở dưới video hoặc liên hệ với mình nhé. Mình biết mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đừng quên đăng ký thi quỹ Fanpage chỉ cần click dưới link rồi điền mã giảm giá của mình vào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.